cuộc sống này nó là luôn luôn là hai mặt của một vấn đề. Ta nhìn vào việc gì ta cũng thấy thế. Có sáng có tối, có đen có trắng, có đêm có ngày, có nam có nữ, có tích cực có tiêu cực, có điện âm điện dương, có nóng có lạnh, có cứng có mềm. Đúng không? Cuộc sống nó là cái đấy, của các dạng vật chất. Thế thì cái vô hình này cũng vậy, nhưng vô hình này ta đang nói về tư duy. Vậy thì tư duy của chúng ta cũng có cái nhận thức là vùng nguyên nhân và vùng hậu quả. Nó có hai vùng rõ rệt. Thế thì bản chất của hai vùng nó cũng đi theo. Ví dụ này, ta nhìn hiện tượng này, hiện tượng cuộc sống này, giả sử trong kinh doanh này, lãi và lỗ, có lãi, có lỗ bên cạnh, luôn luôn là hai mặt vấn đề nó đi song hành tồn tại với nhau. Đấy. Thế thì lãi thì bản chất của nó là gì? Là gia tăng. Lỗ bản chất nó là hao hụt. Đấy. Thế thì ta quyết định ở vùng nào thì nó có nguyên tắc ở vùng đấy và nó sẽ có kết quả của vùng đấy. Đấy chưa? Nếu ta muốn lãi thì ta phải gì? Mua thấp bán cao. Phải tìm được mua thấp bán cao. Còn ta muốn lỗ thì ta cứ tìm mua cao đi xong bán thấp xuống thì ta sẽ được lỗ ngay. Đấy nhá, thế là nguyên bản chất của hai thứ nó là như vậy. Và nó có nguyên tắc của nó, ta phải đi tìm cái nguyên tắc của nó để ta chấp hành nó. Vậy thì cái tư duy của vùng nguyên nhân, vùng hậu quả trong tư duy nhận thức con người chúng ta cũng vậy. Bản chất của nó là nếu ta tư duy ở vùng nguyên nhân thì ta phải suy nghĩ theo cách này. Nguyên tắc của nó là phải suy nghĩ theo cách này. Còn nếu ta tư duy ở vùng hậu quả thì ta cứ việc nghĩ theo cách này. Và bản chất của mỗi cái kiểu tư duy, cái nhóm tư duy đấy hay một cái vùng tư duy đấy thì nó đi theo nhân quả, đi theo cái vùng kiểu tư duy đấy. Ví dụ như là chuyện có nhỉ, có vui có buồn, có hạnh phúc có thất vọng. Đấy nhá, có vui vẻ và có gì? Có vui vẻ có cáu giận. Trong cái mối quan hệ vợ chồng. Thế thì bản chất của vui vẻ là con người ta cảm thấy sảng khoái. Thế thì nguyên tắc của vui vẻ là gì? Phải nói chuyện với nhau nó ôn hòa, nói chuyện với nhau cái thứ mình thích. Còn bản chất của cái chuyện cãi nhau là phải nói nhau cái thứ mà mình không thích. Thì bạn cứ thế mà việc bạn nói theo điều đấy thì sẽ trở thành không thích nhau. Đấy, ta rõ ràng việc đấy. Thế thì ta học về cái phần tư duy vùng nguyên nhân vùng hậu quả để ta biết rằng là từ ngày hôm nay, trước đây ta không biết, thì ta cũng giống như là 99% số người trong cuộc sống này. Sự kiện hiện tượng thì nó vẫn cứ xảy ra đêm ngày nắng mưa như vậy. Nhưng là ta nhìn các sự kiện như vậy với cái sự thất vọng ở vùng hậu quả. Còn bây giờ vẫn là sự kiện hiện tượng đấy, nhưng ta nhìn nó ở vùng nguyên nhân. Ví dụ này, tại sao cuộc sống chúng ta lại thất vọng với nhiều thứ vậy? Là bởi vì ta đã nhìn theo cái sự mong cầu của ta, chứ không phải nhìn sự vật hiện tượng theo bản chất là nó là. Bản chất của mưa là nó xối nước xuống. Bản chất của nắng là nó không có nước và nó hạn, nó bốc nước lên. Bản chất của hai thứ như vậy. Nhưng mà ta lại nhìn theo cái mong cầu của ta là thế này. Vẫn là mưa nhá. Giả sử rằng ta chuẩn bị cấy lúa. Thế rồi thì trời nắng hạn. Thế bảo trời ơi làm sao mà mưa bây giờ. Thế sau đó thì 2-3 hôm sau nó mưa thật. Nó mưa làm cho đất nó mềm ra. Thế là ta cấy cày nó rất dễ. Thế ta bảo là ôi ông trời tuyệt vời quá, hay cơn mưa quá tuyệt vời. Ta thấy mưa quá tuyệt vời. Rồi 3 tháng sau lúa chín. Tuần sau ta sẽ gặt. Nó làm cho một cơn bão mưa cũng xối xả 3 ngày 3 đêm. Thế là lúa đổ rạp xuống chẳng thu hoạch được gì. Ta bảo là ôi giời ơi mưa đúng là tệ quá mẹ tệ quá. Thế thì bản chất của nó vẫn là mưa mà. Đã là bản chất là mưa thì phải xối nước xuống chứ. Nhưng mà ta thấy không, vẫn là mưa nhưng mà vì mong cầu, nhưng mong cầu đúng cái thời điểm đấy ta được lợi thì ta bắt đầu thấy bảo mưa tuyệt vời. Nhưng mà khi mưa vào cái thứ mà ta không mong cầu lúc đấy ta làm mất cái gì của ta, ta lại bảo mưa không tuyệt vời. Trong khi ta vẫn nhận thức nó là mưa. Đấy, thấy chưa? Vì thế ta phải nhận thức lại. Nhận thức lại, bản chất của nó là như vậy. Ta muốn cuộc đời, ví dụ ta phải nhận thức lại trong vùng nguyên nhân hậu quả, trong cái tư duy của mình này. Đấy. Nhớ lại này, NLP là kỹ thuật mô phỏng hình mẫu. Vậy người ta đã mô phỏng hình mẫu là người xuất sắc, người thành công, người ta nghĩ theo cách này, cách của vùng nguyên nhân. Còn người thất bại, người ta nghĩ theo cách này này, cách của vùng hậu quả. Đấy, bây giờ ta sẽ xem vùng nguyên nhân, vùng hậu quả là gì. Đây, vùng nguyên nhân, vùng hậu quả nghĩa là thế này. Người mà tư duy ở vùng nguyên nhân ấy, thì họ luôn hành động là thế này. Tôi ảnh hưởng đến mọi thứ và tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra với cuộc đời mình. Ví dụ, tôi biết là 3 tháng nữa là đến mùa bão rồi.
Không biết bão nó xảy ra khi nào, nhưng mà chắc chắn 3 tháng nữa là đến bão. Vậy thì tôi phải trồng cái gì chứ không phải là trồng lúa. Trồng cái loại cây gì vào đấy, bởi vì tôi là người quyết định trồng cái mảnh đất đấy cái gì, để không, để có mưa xuống cũng chẳng bị làm sao. Tôi là người quyết định việc đấy. Thế còn người ở hành động vòng hậu quả thì sao? Trời ơi, thế này tôi chả làm được cái gì cả. Cứ gieo xuống là nó bị mưa, nó lại bị thế này. Có năm được thì ăn, năm sau thì mất. Chả biết thế nào mà lần cả. Và người ta nghĩ gì? Mình không thể làm gì nổi trong cuộc sống này. Người ta đứng ở vùng hậu quả. Và người ta đổ cho là tại trời mưa, người ta đổ cho là tại đang sống ở cái vùng đấy thì nó bị như vậy. Đúng chưa? Bạn không muốn sống ở vùng đấy thì bạn hoàn toàn có thể đi tự do di chuyển đến vùng khác bạn sống. Nếu vùng đấy nó khắc nghiệt cho việc này, nhưng mà nó sẽ là cái thứ cửa mở cho vùng của cái kia. Đấy, Chúa đóng cái này thì Chúa sẽ mở cái cửa khác cho bạn. Nhưng quan trọng là bạn nhận thức đi điều này. Rồi, bắt đầu này, ta xem chi tiết vùng nguyên nhân là gì này. Nào, vẫn là Viktor Frankl, ông nói là tự do cuối cùng của con người là khả năng lựa chọn thái độ đối với bất cứ tình huống nào xảy đến, là khả năng lựa chọn con đường cho chính mình. Ở cái thời điểm hiện nay của chúng ta, không ai bắt mình phải làm gì hay nghĩ như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có tự do quyền lựa chọn. Nhưng mà ta thấy là chúng ta thường lựa chọn theo cái suy nghĩ của chính mình không? Chúng ta thường lựa chọn giải quyết vấn đề hay làm vấn đề theo cái khả năng và năng lực của mình không? Ví dụ, cần chi dùng vào cái việc gì đấy, ta nhìn vào cái khả năng mình đang có tiền không? Chứ ta không nhìn vào cái việc là gì? Việc đấy nếu mà ta giành được nó sẽ có cái kết quả gì? Và nếu ta nghĩ được cái theo chiều hướng nguyên nhân là gì? Ta mà giành được điều đó có cái kết quả như vậy thì cuộc đời ta sẽ sung sướng. Thì ta sẽ tập trung vào nó và đi tìm cái nguồn lực. Bởi vì khi ta ra quyết định thì vũ trụ này sẽ ủng hộ cơ mà. Ta chỉ việc chứng minh cho những người ta huy động vốn rằng đây này, cơ hội nó là cái này. Tôi có năng lực này, tôi làm cái này và chắc chắn nó xảy ra thế này rồi. Không có một rủi ro gì nó xảy ra cả. Nào, các anh thấy được không? Rõ ràng và thiết thân với họ như vậy. Rõ ràng thương vụ này thành công thì lãi suất của anh sẽ là 20%. Chứ nó không phải là 8%, 9% hay 12%, 11% như ngân hàng. Anh đồng ý không? Rõ ràng và thiết thân thì họ sẽ đồng ý. Đấy, chuyện rõ ràng thiết thân với ai? Với các mối quan hệ của mình. Mối quan hệ nào là mối quan hệ sẵn sàng và có tiền? Mối quan hệ nào sẵn sàng ủng hộ mình? Xong ta lại suy tiếp. Vậy thì mối quan hệ nào sẵn sàng ủng hộ mình thì mình có uy tín với họ không? Xong mình lại lục lại suốt cái quá trình dài mình đã sống với họ như thế nào để mình có uy tín. Đấy, nó là một sự liên đới trong cuộc sống này, nó như vậy. Từng ly từng tí ta phải thể hiện mình.